Hello, thân mến chào các bạn. À, có một câu hỏi Peter nhận cũng uh, từ một vài bạn. Có thể nói là 4 5 người hỏi Peter đó. Cái câu hỏi nó là như vậy. À, cho mình hỏi chơi hai cái Pro L18 hay là một cái Pro L116, chơi cái nào hay hơn, chơi cái nào sẽ nghe tốt hơn. Thì uh, trong cái video này Peter sẽ giải thích cho các bạn cái lý do tại sao Peter chọn hai cái Pro 8 thay vì một cái l L1 Pro 16 trước khi vô cái chủ đề chính thì như các bạn thấy là Peter nhận trên dưới khoảng năm sáu cái câu hỏi liên quan tới dàn dựng một cái cái setup karaoke thậm chí là đặc biệt liên quan tới cái bộ mà Bose T4S Mixer đây một số câu hỏi về cái bộ uh, micro không dây của Peter uh, để hát karaoke. Thì trước khi vô cái chủ đề chính, Peter muốn uh, trả lời một số những cái câu hỏi. Uh, tại vì quá, có quá nhiều Peter sẽ làm khoảng chừng uh, 2 ba cái video uh, để trả lời những cái câu hỏi. Tại vì uh, lý do Peter muốn thực hiện những cái cái uh, video trả lời câu hỏi này là tại vì Peter nghĩ là nhiều cái câu hỏi nó cũng uh, rất là hay liên quan tới rất là nhiều người và nếu mà chia sẻ như vậy thì số đông các bạn sẽ hiểu nhiều hơn về cái vấn đề karaoke và cái cách mà Peter setup up à, Hoàng Trần hỏi Peter là em có một cái Shure Beta 87A à, muốn mua một cái mic riêng nữa bỏ vào group được không anh? Uh, cái xua sure mà của bạn Hoàng Trần á, là cái Beta 87A là giống cái mà Peter hiện có nè Đây là cái bộ mà Peter mua là một cái Micro Và đây là một cái uh, Receiver Cái Receiver này là glxd 4 thì cái bộ này Peter mua á, Theo như Peter biết á Là cái Receiver này nó chỉ có nhận một cái uh, Một cái Micro thôi Bây giờ nếu mà mình mua thêm một cái Micro để mà mình gắn vô để mình mình hát hai cái được không á? thì cái câu trả lời cho bạn à, Hoàng Trần á, là không. Em không có thể làm như vậy được. khi mà mình mua á, là cái receiver nếu mà mình muốn hai micro á, thì mình phải mua cái receiver mà nó nó đã thiết kế cho hai micro. trong đó nó sẽ có hai bộ nhận hai micro. À, trong cái trường hợp của anh á thì anh mua cái bộ này nó chỉ có một cái. nếu mà bây giờ anh mua, cần thêm một cái micro để hát đôi á thì một là anh phải bán cái bộ này đi mua cái bộ mà có hai micro hai là anh sẽ phải mua một bộ này nữa thì khi mà mua một bộ này nữa đó, nó sẽ nó sẽ có thêm một cái cái hộp này cái hộp nhận này và dĩ nhiên là nó kèm theo cái micro thì cái câu trả lời cho em là không thể thêm à, mua không thể mua thêm micro à, và cài vô cái receiver nếu muốn hai cái micro thì phải mua cái bộ mà nó có hai cái micro à, trong cái receiver cũng hoàn trần hỏi tiếp cái câu hỏi Dạ cảm ơn anh Vậy thì cái Shure Beta 87A Có bán một receiver 2 mic không ạ à? à? Anh không không rõ ràng, ràng lắm Theo như anh biết là cái mẫu mà anh có đây nè Thì hiện bây giờ là nó nó discontinue Nó, nó thay thế với một cái bộ khác à, Có nhiều cái nâng cấp Thì dĩ nhiên là à, Nó sẽ đắt tiền hơn Đối với anh thì cái bộ này anh rất là thích Anh xài tới ngày hôm nay 2-3 năm nay anh rất là thích cái bộ này Tuy nhiên nếu mà em muốn mua cái bộ mà nó có hai micro mà đặc biệt là theo hiệu theo hãng của Shure đó, dĩ nhiên là em cũng có thể mua những cái hãng khác, ví dụ như những cái mẫu khác của Sennheiser nó cũng bán một cái receiver mà hai cái micro. nhiều cái mẫu khác nhưng mà nếu mà em thích Shure thì anh có thể recommend em là ở trên trên website bây giờ Shure nó có bán những cái mẫu như là BLX 288 PG 58 dựa trên cái micro uh, 58 hoặc là em có thể mua cái bộ là BLX uh, 288 uh, SM 58 hai cái bộ đó đều là một cái receiver và nó cho mình uh, kèm theo hai cái micro thì cái chất lượng của hai cái bộ đó thì Thứ thật với lại em và các bạn là Peter không có không có biết tại vì Peter đâu có giờ đâu và cũng đâu có tiền đâu để mua tất cả mọi thứ để trải nghiệm cho các bạn à, tuy nhiên theo như Peter biết là cái dòng 87A thì chất lượng cao hơn là cái dòng 56 à, và nếu mà các bạn nhìn à, hai cái mẫu mà Peter mới nói thì cái giá nó rất là mềm cái giá nó hình như là theo như Peter nhớ là dưới 5, 5 600 đô trong khi cái bộ của Peter không là đã 700 đô rồi, một cái micro. Đó có thể là nếu mà muốn cần hai cái micro thì cái mua có thể mua cái bộ mà Peter mới recommend. Có một cái bộ của Shure mà giá cao lắm một ngàn mấy lần thì cái bộ đó Peter nghĩ chắc là nó có thể nó hay hơn. Cái mẫu SL XD24 uh, B58 thì đó cũng là những cái bộ mà các bạn có thể tham khảo. Uh, các bạn có thể lên mạng tham khảo thêm về những cái bộ này, uh, Sennheiser cũng có những cái mẫu mà bán hai micro rất là hay. cái nhu cầu của Peter ở nhà, Peter ít bao giờ hát hai người lắm, cho nên uh, Peter mua một cái. nhưng Peter cũng có một cái cái micro uh, cắm dây thay vì uh, cái loại mà không dây. thì trong cái trường hợp mà nếu mà cần hai người hát á, thì Peter chỉ cần lấy cái micro đó ra cắm vô cái uh, cái input số 2 cắm vào cổng số 2. Đây là cắm vào cổng số 2. Ở đằng sau lưng cái post này là Peter có thể hát hai người. Câu hỏi kế tiếp của Vince Nguyễn. Uh, hello anh Peter. Uh, cho mình nói uh, tiếng Anh là tại vì cái câu hỏi này của vinh Nguyễn là tiếng Anh uh, nguyên vẹn là như vậy. Peter sẽ dịch lại cái câu hỏi của của Vince Nguyễn như thế nào. À, tại vì Peter cũng có một số bạn à, Việt Kiều ở bên Mỹ và bên nước ngoài thì hầu như là trao đổi qua lại với nhau bằng tiếng Anh cũng à, quen cho nên à, các bạn thông cảm. Vince Nguyễn nói là hello and Peter, hope you are doing fine. Anh cho em hỏi, em dùng micro Beta 87A có dây, có nghĩa là cái mẫu này nè mà cắm dây. Lúc mua về hát ok. Nhưng một vài tuần nó không phát ra tiếng nữa em check input ở cái mục uh, preference có nghĩa là à, kiểm tra ở trên cái phần uh, mic, uh, mic này nè uh, uh, mixer này nó có cái phần preference nè thì Vince Nguyễn nói là em check input ở mục preference trên cái uh, T4S mixer thấy vẫn nhận tín hiệu nhưng không ra tiếng gì cả Thank you anh cái câu trả lời cho em là nếu mà em nói là một vài tuần trước lúc mà em mua về hát ok có nghĩa là không có vấn đề gì giữa cái micro với lại cái kết nối mixer có nghĩa là cái cách em cắm dây nó đã đúng thì anh recommend em là em coi lại coi cái cách cắm dây à, lúc đầu á nó 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 đã tốt rồi thì coi lại cái cách đó và cắm cái đó và có thể là thay vì cắm vô cái cổng số 1 có thể cắm vô một cổng à, có thể cắm vô cái cổng số 2, cổng số 3, cổng số 4 và coi coi, coi là âm thanh có ra hay không nhiều khi cũng có thể nó bị hư cái cổng ở trên cái mixer ha à, nhưng mà nếu mà anh phải đoán á, thì anh nghĩ là cái mixer nó không có hư đâu tại cái đồ của bố này nó chế rất là bền à, cái micro thì nó có thể hư à, với lý do là nếu mà mình có thể mình làm rớt nó hoặc là cái dây cắm nó chưa có chặt tại vì em nói là em dùng bằng cái micro có dây à, coi lại cái sợi dây có thể là nếu mà ở nhà có một cái sợi dây khác thì thay cái sợi dây kia vô và cắm cho nó chặt vô và thử uh, coi âm thanh có ra không và thử qua nhiều cổng 1 2 3 4 thì mình làm như vậy mình loại trừ ra uh, tiếng Mỹ nó gọi là process of elimination đó, là mình coi coi là nó hư ở phần nào uh, rồi lúc đó mình mới mới chú trọng vô cái phần nào có thể bị hư rồi mình mình uh, mình sửa đổi từ đó ha. Nó cũng có cái này nữa nè. Nếu mà em mua cái micro mà có dây cắm vô á nhiều khi á ở trên cái máy này nó có một cái nút nó gọi là phantom mình không nên bật on tại vì nếu mà cái dây cái 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 micro có dây mà dynamic á thì mình phải tắt cái phantom. Tuy nhiên, nếu mà em mua cái micro Beta 87 là anh biết á là cái micro micro Beta 87 nó là cái loại condenser. Thế okay? thì phải lưu ý cái vấn đề này. Khi mà mua cái condenser mà có dây mà mình cắm vô trong cái mixer hoặc là vô hệ trong cái hệ thống mà ca hát á thì vì cái micro nó là cái loại condenser nó cần cái nó gọi là phantom power, nó cần cái phantom power. Thì trên cái mixer này nó có cái nút phantom power mình phải bấm nó để bật lên. Bật lên có nghĩa là nó sẽ cho một cái dòng điện vô trong cái micro. Thì lúc lúc đó đó cái micro đó mới hoạt động và em hát mới ra tiếng còn không á em có la lớn cách mấy đi nữa nó cũng không ra tiếng tại vì nó không có cái power đi vô trong đó tuy nhiên nếu mà em mua cái loại mà micro sure mà cái mẫu 58 á, thì cái đó là dynamic thì cái loại dynamic đó đó nó không cần phantom power thì em lại phải tắt cái cái nút phantom power đi trong cái trường hợp của anh á, anh dùng cái 87 a là cái condenser cái này là condenser và nó là cái bộ không dây thì trong cái trường hợp của anh á cái hộp này nè nó đã có phantom power rồi cho nên lúc mà anh cắm cái micro này vô trong cái mixer này á, thì anh không cần phải bật cái nút phantom này lên nữa là tại vì anh đã có phantom power từ cái 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 cục receiver rồi nha cái đó là em phải coi lại cho kỹ câu hỏi kế tiếp là thái nguyên duy hỏi chú peter ơi cho cháu hỏi cục thu sóng của mic khi sạc đầy pin rồi có cần cắm nguồn điện không ạ à? và khi sạc dây à khi và khi sạc đầy cái micro có dùng được khoảng bao lâu ạ à? à, ý của cháu uh, Thái Nguyễn em 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 Thái Nguyễn Duy hỏi là khi mà dùng cái cục thu sóng này nè và sạc đầy pin á thì mình có cần phải cắm nguồn không có chứ mình phải cắm nguồn mình không cắm nguồn thì mình không có bật lên được cái cục này á ở đây nó có cái lỗ ha và mình cắm cái cục pin mình tháo cái cục pin trong này ra mình cắm vào đây để mình sạc pin khi mà mình sạc pin xong nó sẽ báo lên cái cái màu xanh lá cây có nghĩa là cái cục pin nó đầy thì cái cục pin này nó đầy thì chỉ là dùng cho cái micro thôi tuy nhiên lúc mà mình dùng hát á, mình cũng phải bật cái này lên ở đằng sau ở đằng sau cái này nó có cái nút power on mình phải bật lên nha thì mới dùng được có nghĩa là mình phải có nguồn còn uh, khi mà mình chạc đầy cái micro này thì dùng được bao lâu thì khi mình chạc đầy cái 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 này á thì ở trên cái hộp này nó sẽ báo mình thời giờ thời gian mình dùng được theo như Peter nhớ là khoảng 10, nó báo là mình có thể dùng 12 tiếng uh, 12 tiếng là rất là lâu uh, Peter dùng uh, nhiều khi hát hai ba tuần liên tiếp liên tục không có cần phải charge tuy nhiên uh, cái thói quen của Peter là mỗi lần mà bật máy lên hát uh, Uh, thì peter lấy cái cục pin này ra cắm vào cái 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 đồ chart đó chạc khoảng chừng nửa tiếng là nó đầy rồi hoặc là chạc trước một tiếng trước khi mà mình uh, chuẩn bị hát á uh, trong cái lúc mà mình đi uh, lấy nước uống hay gì á uh, mình chạc pin là ok là mình sẽ có pin để hát uh, cái mà peter để ý nữa là đừng có để pin nó cạn quá theo như peter thấy là lúc mà pin nó cạn quá cái tiếng hát mình nó nó nó, nó thâu vô không có mạnh không có rõ thì Peter nghĩ là cũng nên là để ý tới cái vấn đề pin. Trước khi mình hát thì mình charge nhưng mà khi mà mình charge xong cái cục pin này mình dùng được tới 12 tiếng lận Từ ngày mà Peter dùng cái micro này tới bây giờ Peter chưa bao giờ dùng cạn cục pin hết á. À, lúc nào nó Peter cảm thấy nó còn tới 4-5 tiếng là Peter cũng đã charge nó lại rồi. Một câu hỏi của XZ Random: Hi Peter, I have two Bose PS1 Pro. One sub Bose. One Denon amplifier, One Bose T4s mixer là có có một cái này. How can I connect together to sing karaoke? Thank you so much. Bạn XZ Random hỏi là em có hai cái cặp loa Bose Pro One, một cái cục Bose Sub Pro uh, Sub Bose One và một cục ampli Denon và một cái mixer thì cái cách nào để kết nối để hát karaoke thì theo như anh á em không cần phải dùng cái denon amplifier tại vì á ở trên hai cái hai cái loa Bose kia của em nó đã có power rồi nó đã có ampli rồi thì em cắm em cắm uh, micro vô trong cái mixer này em cắm nhạc uh, youtube vô cái mixer này giống như là anh cắm nhạc youtube qua cái uh, qua cái cục airplay nè dùng cái sợi dây này À, một đầu đầu nhỏ và đầu phono lớn à, Cái đầu này thì nó có hai cái lằng, Còn cái đầu này là cái đầu vô mono okay. Đây là một cái sợi dây mình có thể dùng Cái sợi dây thứ hai mình cũng có thể dùng nữa Đó là cái sợi dây này Peter mới mua Để trải nghiệm tuần này luôn à, Đầu uh, 3.5 nè Mà ra cái đầu này là hai cái phono Left Right Stereo thì hai cái sợi dây này á, mình có thể dùng để đưa nhạc vô trong cái mixer cái này á, là nó vô mono còn cái này nó vô stereo thì lâu nay á, cái cách Peter dùng á, là dùng cái dây này ở đằng sau cái Apple AirPort Express này nó có cái cổng audio nè audio out cắm vô và cái đích này nè vô trong cái cổng số 4 của cái mixer thì cái cách này là cái cách mà Peter đưa nhạc ở YouTube vô thì đưa nhạc YouTube vô thì Peter dùng cái cái iPad khi mà mình mở nhạc ở trên YouTube lên á Peter sẽ AirPlay nó vô trong cái này có nghĩa là Peter thường thường á, thông thường là Peter để trên cái giá này nè Peter để cái iPad ở trên cái giá này rồi Peter bật nhạc lên rồi Peter AirPlay cái bài nhạc từ YouTube vô trong này cái này á nó cắm vô trong cái cái bộ mixer này rồi nó ra âm âm nó ra nhạc ở ngoài thôi. Cái đó là cái cách mà Peter đã dùng cả năm rưỡi này và rất là hiệu quả, rất là hay tại tại vì á Peter có thể cầm cái iPad này đi khắp nơi trong nhà và hát nhạc nhạc và lời á, hình ảnh và lời nó hiện lên đây nhưng mà nhạc á nó nó chạy vô bên kia. Đó là cái cách mà setup của Peter thì để trả lời cho uh, Easy Random á, là em cắm cái micro vô trong cái mixer đưa nhạc vô đây và trong cái mixer này nó có cái cổng out output đây nè, cái cổng output đây nè. Em lấy hai cái sợi dây này ha, em cho nó ra hai cái loa ờ uh, Bose Pro của em. Rồi trên hai cái loa Bose Pro của em á, một cái em sẽ chạy một cái sợi dây từ cái loa uh, đó vô trong cái sub thì là em sẽ có tiếng sub và tiếng nhạc uh, midrange và trap vậy thôi em không cần phải chạy vô trong cái Denon uh, em em ly em, em, em để làm cái gì rồi cái câu cuối cùng trước khi mình vô cái chủ đề chính nha câu hỏi kế là lê nhàn hỏi là chào anh peter phạm tôi ở việt nam và tôi cũng có mua một micro như anh Shure Beta 87A là cái bộ này đây, cái bộ Peter đã có đây Tôi gửi mua từ bên Mỹ về Anh ơi, sao về tôi ghim vào dàn âm thanh nhưng hát nó cứ hú, cứ rít mãi Tôi không biết phải làm sao, nhờ anh hướng dẫn dùm cho cách chống hú rít Tôi cảm ơn anh Cái dàn âm thanh mà của, của anh Hoàng Trần á cắm cái micro vô á Peter không biết là cái dàn nào Tại vì nếu mà anh cắm vô một cái vàng mà không phải là cái dàn của Bose á, thì Peter cũng khó để hướng dẫn anh lắm tại vì á trong cái những cái bài hướng dẫn của Peter á cái cách mà chống hú với rít á ở trên cái thằng này nè, nó nó chống rất là hay và cái thằng cái thằng mixer này kết hợp với lại hai cái cái Pro L1 Pro L1 Pro ấy của Peter á cài những cái thông số trong này á là nó chống hú và chống rít rất là hay Tại vì á, ở nhà Peter là một cái không gian không có to lắm mà Peter đứng rất là gần cái loa mà Peter vẫn không bị hú, không bị rít. Thậm chí đây ví dụ như đây là cái loa L1, cái loa L1 của Peter đang nằm bên góc bên kia. À, nhưng mà ngày hôm nay Peter quay bên này. Ví dụ như là cái đây là cái loa L1 hoặc là đây là cái loa L1 ha Peter có thể đứng như vậy nè, để cái micro ngay đây mà vẫn không hú, hoặc là để cái micro ngay đây vẫn không hú. Cái cái thiết kế của cái bộ L1 pro á, nó thiết kế rất là hay để cho thứ nhất là không có bị hú nhiều thứ hai nữa là ở trên cái mixer nó có những cái cách chỉnh những cái thông số chỉnh để mà không bị hú mà Peter cũng đã làm một cái bài hướng dẫn các bạn rồi trên này nó có một cái chỗ mà nó gọi là cái gate cái gate là một cái cổng á. thì cái cổng đó đó nó cản những cái âm thanh và nó giúp cho đừng có hú, đừng có rít. Nếu mà anh cấm cái micro mà anh mới mua về mà vô những cái dàn nào khác của anh á, thì Peter cũng khó giúp anh lắm. Tốt nhất là anh xem lại cái mixer của anh. Nếu mà anh làm một cái hiệu khác, anh anh dùng cái mixer của anh á, uh, tốt nhất là anh đừng có mở cái eco eco nó, nó cao quá hoặc là cái tiếng reverb nó cao quá, cái tiếng delay nó cao quá. thì ba cái tiếng đó là ba cái tiếng mà nó sẽ làm cho cái, cái 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 nhạc karaoke và cái cái tiếng hát của anh nó nó hú nó rít dữ lắm là tại vì nếu mà anh vặn vặn uh, tiếng hát của anh nó vang nhiều quá nó vọng nhiều quá thì uh, cái tiếng vang cái tiếng vọng uh, khi mà anh hát đó, nó sẽ chạy ngược lại cái loa và khi nó chạy ngược lại cái loa nó sẽ bị cái cái hiện tượng nó gọi là feedback thì khi mà nó vô lại cái loa rồi uh, là nó hú nó rít ghê lắm mình tắt không kịp luôn và tại vì nó đã vô trong đó rồi là nó bắt đầu nó bị feedback nó nó dội tùm lum á mà cái feedback khi mà nó ra nó còn lại dội dữ dội là tại vì cái tiếng feedback nó ra nó hú á nó rồi nó hú rồi nó lại chạy ngược lại có là nó chạy một vòng 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 như vậy tới khi nào mà mình phải tắt cái máy luôn á thì mình mới 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 bị tắt cái tiếng đó cho nên á à, cái giải pháp á là mình tập setup làm sao á đừng có hát cho nó vang cho nó vọng nhiều quá tại vì vang mà vọng nhiều quá là không có thể nào mà mình tránh khỏi cái vấn đề mà uh, hú với hết á chừng khi nào mà bạn có một cái không gian thật là to thật là lớn thì lúc đó mình vặn cái reverb uh, cho nó uh, đúng với lại cái kích thước của cái phòng ví dụ như là large room hay là medium room hay là large hall là một cái phòng to một cái không gian rất là bự thì lúc đó cái reverb mình vặn cao lên một tí để cho cái tiếng vang nó nó đủ uh, bao phủ cái, cái cái không gian đó. Còn chứ nếu mà các bạn ở nhà các bạn hát mà các bạn mở cái reverb cho là large room hoặc là large hall là chắc chắn là cái tiếng vang nó đi xa nó đi dài và cái tiếng delay là cái tiếng mà lặp lại của, của 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 nhạc hoặc là cái tiếng hát của mình mỗi lần mình hát xong nó nó lặp lại lặp lại cái tiếng đó nó chạy và nó sẽ chạy ngược lại loa và khi nó lại loa là là nó hú nó rít nó bị feedback. Nếu mà bạn nào mà coi cái video này mà có cái T4S uh, mixer giống như Peter đây mà bị cái hiện tượng mà hú với rít á thì coi lại cái cách mà Peter chỉnh uh, những cái uh, thông số trong này trong này nó có cái phần nó gọi là comp gate thì trong cái comp gate này á là cái chỗ mà mình có thể uh, tinh chỉnh để mà bớt cái phần hú về bớt cái phần mà rít của, của nhạc từ hồi mà peter gắn cái bộ của peter vô tới bây giờ và peter lâu lâu peter cũng cũng hay tinh chỉnh một chút xíu ha? đang gọi là fine tune một chút xíu thì tới ngày hôm nay là peter không có bị cái hiện tượng mà hú với rít nhiều nữa lâu lâu bị là tại vì nhiều khi hát lớn quá ha? hoặc là nhiều khi À, mình, mình sơ ý trong lúc mà cái nhạc nó vẫn còn rất là lớn mình sơ ý mình mình cầm cái micro đi tới gần quá à, thì nó sẽ bị hú nhưng mà cái hiện tượng mà hú với rít của Peter là coi như là Peter diệt nó là 90% phần trăm luôn à, có một cái này nữa là cái tiếng hát của Peter thì lớn hơn là cái tiếng hát của bà xã cho nên mỗi lần mà bà xã hát á thì là Peter phải tăng cái, cái trim tăng cái gain lên tăng cái tiếng hát lên À, tại vì tiếng hát của bà xã hát nhỏ và thứ hai nữa khi bà bà xã bà hát á, bà hay để cái micro xa lắm mà khi mà để xa như vậy á, thì cái tiếng hát nó vô cái micro á, yếu hơn bình thường thì lại phải tăng cái cái trim tăng cái volume lên và khi mình tăng cái trim mà tăng cái volume lên ở trên cái mixer thì dĩ nhiên là uh, mình sẽ bị uh, feedback nhiều hơn còn nếu mà người nào mà giọng mạnh mà giọng lớn như Peter mà lại hát theo cái kiểu mà à, sát miệng một chút xíu như vậy á, thì mình lại vặn nhỏ cái, cái 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 cái, trim xuống vặn nhỏ cái volume xuống thì với với những cái cái cách mà hát như như Peter là không bao giờ bị hú luôn hoặc là cái sự hú với cái sự rít nó ít lắm không có à, cho nên à, cũng tùy theo cái người người hát nữa cho nên có nhiều người hát cái micro này hợp nhưng mà qua cái micro khác lại không hợp. Hoặc là nhiều người nói là tôi hát hồi xưa giờ không bao giờ hú rít. Ấy. Mà tại sao tôi qua cái micro của anh tôi hát nó bị hú rít. Các bạn phải mua cái micro cho nó hợp với cái cách hát của các bạn nữa. Cái cách setup nữa. Chứ không phải là một cái micro nào cũng hay đâu. Peter thì Peter hát. Peter thích cái micro hiệu loại condenser. Peter không có thích hát cái loại dynamic. Peter là xưa nãy giờ Peter có kinh nghiệm là Peter thích hát condenser hơn là tại vì cái condenser á nó nhạy hơn nó bén hơn cái âm thanh nó nó, nó sắc sảo hơn và khi mà mình hát á mình nghe được cái giọng hát của mình nó 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 sắc bén hơn nó, nó 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 có thể nói là nó quality hơn thì cái này là cái mà Peter chọn khi mà Peter chọn micro là Peter chọn cái này đó cũng là một vài cái chia sẻ mà mà Peter đã biết được. À, trong những cái thời gian mà Peter dùng micro Tại vì thưa các bạn là Peter cũng đã ca hát ở xưa lâu rồi Chứ cũng không phải là mới đây đâu à, Peter cũng hát qua nhiều loại à, micro lắm rồi à, Cũng có hát qua Sennheiser Nhưng mà vì lý do gì đó Peter lại không có đi theo cái hiệu Sennheiser Không phải là Peter chê à, Chẳng qua là Peter quen Và Peter thích cái cái xua sure từ từ xưa tới giờ thôi à, Bây giờ ngưng uh, trả lời những cái câu hỏi Và để trả lời những cái câu hỏi qua những cái uh, cái video kế bây giờ trở lại cái uh, cái chủ đề của cái video này sơn nguyễn hỏi cho mình hỏi chơi hai cái pro l 18 hay là chơi một cái l 1 pro 6 16 cái nào hay hơn à, uh, cũng có một bạn khác hỏi tom vũ thank you for your detailed explanation i wonder if two l 1 pro 8 would sound better than one pro 16 or 2 uh, Pro 16 would sound better than 1 Pro 32. Thì cái câu hỏi của Tham Vũ, Tham Vũ hỏi bằng tiếng Anh thì uh, Tham Vũ nói là uh, trước trước nhất là cảm ơn anh Peter đã làm những cái video này, OK, cảm ơn em. Uh, Tham Vũ nói là tôi không biết là nếu mà dùng hai cái L1 Pro 8 nó có nghe hay hơn là một cái L16 không? và nếu mà mình mua hai cái 16 mình dùng nghe nó có hay hơn là một cái 32 không theo như Peter biết á, là lúc nào mình chơi cái gì cũng vậy chơi một cặp nó vẫn hay hơn ví dụ như bây giờ mình nghe nhạc ở nhà cái này là kinh nghiệm của Peter nghe nhạc ở nhà thì dĩ nhiên là mình có hai cái loa lúc nào mình nghe nó cũng đều cái lỗ tai hơn tại vì mình có hai lỗ tai mà đúng không ờ, thì tại sao mình phải nghe một cái thì đối với Peter là nếu mà mình mua được hai cái thì cái imaging á, cái 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 âm thanh á, nó ra nó đều hơn, nó nghe nó hay hơn. Uh, nó cũng có những cái lợi nó như thế này nè. Khi mà các bạn chơi hai cái L, L1 Pro 8 giống như là Peter ở nhà thì cái sắp xếp của các bạn ấy, nó, nó 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 thoải mái hơn mình có thể sắp xếp nhiều có nghĩa là nếu mà các bạn đi chơi nhạc đem cái bộ này đi tới nhà ai chơi mà cái nhà người ta bự quá rộng quá hoặc là dài quá mình có thể nối hai cái l 1 thành một cái đường dài để mà mình bao phủ cái âm thanh thay vì nếu mà mình chỉ có một cái L116 16 á thì mình chỉ để có một chỗ à ok mình không có bao phủ được những cái người mà ngồi tuốt ở đằng xa trong khi hai cái l ấy là mình có thể nối đuôi nhau một cái ở ngay giữa phòng và một cái ở tuốt ở dưới đích phòng thì âm thanh nó ra đều hơn đó là một cái lợi cái lợi thứ hai nữa là khi mà mình dùng hai cái và mình chơi nhạc karaoke hoặc là mình chơi nhạc DJ hoặc là mình chơi những cái loại nhạc mà nó đã có thâu sẵn stereo thì mình có thể cắm qua cái sợi dây này ha ví dụ như Peter có thể cắm cái dây này vô cái phone và cái đầu này là cắm hai cái đầu này là mình cắm vô cái cổng uh, đây trong này nó có cái cổng năm sáu mình cắm vô cổng năm sáu như vậy left right hoặc là mình có thể cắm, cắm nó vô trong cái cổng ba uh, bốn như vậy rồi ở trên này á, là mình dùng hai cái này ba bốn mình dùng hai cái ba bốn này thì nó có cái lợi là như vậy nếu mà mình chơi hai cái là mình có thể uh, Pan nhạc tại vì cái nhạc mà người ta thâu cho mình nghe là nhạc stereo thì mình cắm như vậy là mình có thể pan nhạc bên, uh, right bên phía phải và pan bên phía trái và mình có thể chỉnh uh, uh, bên nào lớn bên nào nhỏ tại vì có nhiều kia uh, cái bài nhạc uh, nó thâu ra có chỗ bên này nó lớn hơn cái bên này thì nếu mà mình cắm theo cái kiểu này ba bốn này uh, thì mình có thể chỉnh cái volume independently luôn tại vì nó là hai channel khác nhau mình có thể chỉnh volume còn nếu mà mình không muốn chỉnh cái kiểu đó mình có thể cắm vô 56 như vậy tổng 56 trên cái mixer thì uh, cắm như cái kiểu này là cuối tuần này Peter sẽ cắm thử cái kiểu này coi cái âm thanh nó có hay hơn hay không nha tại vì Peter mới mua cái dây này thì uh, để trả lời cái câu mà dùng hai cái Pro 8 hay là dùng cái một cái 16 cái nào lợi hơn cái nào đối với Peter là dùng hai cái L, L1 tám nó, 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 nó hợp lý hơn à, những cái lý do Peter mới nói sau khi Peter research thì cũng có cái vấn đề này trên mạng không có ai trả lời nhưng mà sau khi Peter research Peter mới biết là nếu mà mình dùng hai cái L1 pro 8 thì mà nếu mà mình có hai người ca sĩ hát trên sân khấu thông thường á nếu mà mình có một cục á, thì tiếng hát nó vô một cục ok thì nhiều khi hai cái tiếng hát nó đè nhau nó lẫn nó lấn đất nhau á nó dễ xảy ra cái trường hợp mà gọi là feedback hú với trong khi nếu mà mình có hai, hai cái l 1 pro 8 á, mỗi cái, cái channel hát á, mình có thể pan cái, cái micro này qua cái loa bên này cái micro của cái người này qua cái loa bên này không có không có cần pan hết 100% nhưng mà mình pan nhẹ qua có nghĩa là 80 80 phần trăm tiếng hát của cái micro này nằm bên loa này chỉ có 20 phần trăm nó lớn bên này ngược lại bên này á 80 phần trăm nó hát qua bên này và 20 có nghĩa là cái sự lấn của hai cái micro nó giảm đi nó ít đi thì nghe nhạc tiếng hát nó vẫn đều nó vẫn hay tuy nhiên không có bị uh, feedback không có bị hú không bị rít. đó là cái lợi nếu mà các bạn chơi hay nhưng chơi một nó cũng có cái lợi như vậy nếu mà các bạn chơi một cái thì nó tốt cho những cái người mà có một cái không gian to những cái nhà lớn và khi mà mình chơi một cái mình thấy hay rồi mình có thể mua thêm một cái nữa là mình có một cặp 16 ha nó cũng là cái hay cái cục bass cái cục subwoofer của cái L1 Pro 16 nó bự hơn là cái cục L1 Pro 8 thì cái tiếng bass nó mạnh hơn, cái tiếng bass nó đầm hơn. Tuy nhiên, các bạn phải cẩn thận là với cái tiếng bass sub bass bự mà chơi trong một cái căn phòng nhỏ mình sẽ bị cái tiếng nó gọi là feedback gọi là low 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 bass feedback. Nó lại làm tại vì cái tiếng bass nó ra nó vang đầm đầm ở dưới á thì nó cũng gây ra cái ảnh hưởng feedback nữa. Cho nên á lựa cái cặp loa nào hợp lý cho cái không gian của các bạn các bạn có cái, cái nhà nhỏ thì Peter recommend các bạn dùng L1 Pro 8 thôi Chứ không nên mua L1 Pro 16 Nếu các bạn có nhà to không gian bự hoặc là các bạn tính là đi Chơi nhạc ok Trình diễn nhạc ở sân khấu hoặc là cho một cái buổi tiệc Hai ba trăm người thì lúc đó các bạn mua hai cặp L1 16 hoặc là những cái cặp bự hơn nữa là L, L1 32 thì cái đó nó hợp lý hơn nhưng mà cho gia đình thì Peter nghĩ là L1 Pro 8 hay rồi à, và chơi hai cái chơi hai cái thì sẽ được những cái lợi mà Peter mới nói à, cách đây hai tuần ở Peter có bật máy lên hát và Peter sơ ý lúc mà bật lên Peter chỉ bật có một cái L1 Pro 8 lên thôi mà quên bật cái cái bên kia hát cho đã đời hát cả tiếng đồng hồi sau nghe âm thanh rất là hay rõ ràng luôn cái ủa, hồi mình nhìn lại mình nói ủa nãy giờ mình hát có một cái loa à? chưa có bật cái thứ hai nữa mà nghe vẫn hay vẫn đầy vẫn là chất lượng cho nên nếu mà các bạn có một cái pro pro 16 thì Peter nghĩ nó cũng ok ok nếu mà các bạn không có cái nhu cầu mua cái thứ hai thì cái một cái cũng là hay rồi sau khi Peter bật cái L1 Pro 8 thứ hai lên thì Peter nghe rõ là à, âm thanh bắt đầu nó nó phủ đầy hơn một chút xíu và hát nó có vẻ nó, 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 nó đầy đủ hơn đó thì đó là cái kinh nghiệm mà sơ ý uh, xảy ra cái chuyện đó và peter cũng học được một bài học một cái điều này nữa quên nói là nếu mà các bạn chơi uh, l1 pro 8 mua một cặp hai cái á, hoặc là l1 uh, 16 mua, mua một cặp hai cái á, thì nó rất là lợi khi mà các bạn chơi những cái nhạc dj tại vì cái nhạc dj á, là nó đã thâu sẵn là stereo rồi thì khi mà mình cắm vô trong cái mixer và mình chơi nhạc DJ ấy, nó ra hai loa nghe nó nó đầy hơn nó nó hay hơn nó mạnh hơn và hai hai cái cục bass sub bass mà nó đánh ở, ở trong cái bộ L1 Pro Pro 8 nó nghe đã lắm tại vì ở nhà Peter mỗi lần mà uh, hứng hứng lên nó bật những cái nhạc mà dance những cái nhạc EDM những cái nhạc trance lên nó nghe đã lắm nó nó nó, nó giọng mà coi như là rung nhà luôn ok thì đây là cái um, chia sẻ đối với Peter là mua hai cái vẫn hay hơn là một cái À, và mình lựa cái cặp nào cho nó phù hợp với lại cái 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 không gian uh, ca hát karaoke của mình rồi mình chọn L8 là cái bộ uh, L1 Pro 8 là cái bộ nhỏ nhất rồi nó tới L1 Pro 16 và cái to nhất của nó là L1 Pro 8 uh, L1 Pro 32. Ok à, uh, mến cho các bạn hẹn các bạn trong cái video sau uh, Peter sẽ trả lời tiếp tại vì uh, Peter có đây rất là nhiều câu hỏi Peter sẽ từ từ sẽ trả lời và chia sẻ với các bạn thêm về cái cách chơi karaoke